Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với tập truyện 429 trên kênh Chuyện Ma Chiếu Ba Duy. Duy xin chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Kênh của Duy chuyên kể lại những câu chuyện ly kỳ về bùa ngải, thư ếm, duyên âm và những câu chuyện về tâm linh khác. Nếu bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Như đã kể ở cái phần chuyện trước á, thì tầm khoảng 6 giờ tối, cô Phượng cổ có nhắn cho anh Lâm này một cái tin nhắn, kêu là mày qua nhà của tao đi, mà nhắn không có dấu nha. Cho nên là cái anh này ảnh mới lập tức ăn uống xong xuôi nhảy qua nhà cô Phượng liền. Qua tới đó thấy nhà cổ mở cửa tan quát gì nè, cứ tưởng là cổ đang đứng đợi cửa mình không à. Vậy mà khi đi vô nhà không thấy cổ đâu hết. Thấy cái nhà tắm đang xả nước, có người ở trong tắm. Kêu lên vài tiếng thì bả trả lời, bả có mở cửa ra luôn. Thấy bả đứng ở trong mà cái mặt của bả xanh lè xanh nhách à. Nhìn qua cái tấm kiến trong nhà tắm á, cái tự nhiên là bả đóng cửa cái rầm. Trời ơi, anh la làng lên thì mới thấy là cô Phượng từ trên lầu cổ bước xuống. Vậy thì người ở trong là ai? Hai cô cháu mới sợ quá đi ra ngoài đường lộ đứng ngoài. Đang đứng thì cái đèn điện nó cúp. Bởi vì đã sợ càng sợ hơn nữa. Hơn lúc này, cái cô Năm Lụa đó là cái bà mà bà hơi bép xép nhiều chuyện một chút á. Bà đi qua. Khi bà đi qua thì bà kêu bây giờ đi vô đi. Mắc gì phải sợ chứ. Bà đi vô kiếm. Thì mới thấy là trong nhà tắm hoàn toàn không có ai. Chỉ là cái giò sen còn đang mở thôi. Trời ơi, thấy ớn quá. Cúp điện một lần nữa. Cái mấy bà này chạy ra ngoài thêm một lần. Đó thì thôi, không dám vô nhà này khám phá nữa đâu. Đã biết cái nhà của cô Phượng này có ma có quỷ gì rồi. Nhưng mà không biết là phải vong hồn của hai cha con chú Sáu với làng Chung không, hay là vong hồn một cái người nào khác. Tại sao mà giả dạng y chang cô Phượng vậy? Sợ quá. Cho nên đêm nay cô Phượng không dám ngủ trong nhà, mà qua ngủ ké bên nhà của cô Năm Lụa. Riêng anh cũng đi về luôn. Anh định bụng là qua bữa sau á, nhất định phải qua tới chỗ của anh Khải, rủ anh Khải qua nhà cô Phượng một lần mới được. Cũng có nhiều bạn thắc mắc tại sao mà nhà cô Phượng, kể từ khi Chung chết rồi chú Sáu chết nữa, có quá là nhiều những cái chuyện lạ đi. Ổng chết xong chôn ổng cái là bả ngủ không có được. Bả ngủ bả bị giật mình, bả nghe người ta rên rỉ rồi kéo dò bả. Vậy tại sao bả không đi kiếm thầy? Đâu phải nhà nào gặp cái hiện tượng tâm linh cũng đi kiếm thầy đâu. Hơn hết, cái nhà của cô Phượng này á là một cái nhà hồi đó giờ không phải đạo Phật mà cũng không phải đạo Thiên Chúa gì hết trơn á. Nhà chỉ thờ ông thờ bà thôi. Cũng tin tâm linh ma quỷ nhưng mà chưa có nghĩ tới cái chuyện là phải đi coi thầy bà gì hết. Mình cứ nghĩ nhà mình mới vừa có người chết thì cái âm khí nó nhiều cho nên nó làm chồng con mình về rồi quán thang vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Cái nữa là nhà mình buôn bán cũng nhiều, rồi bây giờ á bỏ mình về nhà má mình ở thì ai mà quán xuyến công chuyện ở nhà được. Tạm thời thì cứ ở đây đi. Nhưng đâu có ngờ mọi chuyện nó ập tới nhanh quá. Bữa nay mà có người dám giả dạng mình ở trong nhà tắm tắm nữa thì quá sợ rồi. Thôi thì không biết sao, đêm nay ngủ ké nhà chị Năm đi, rồi ngày mơ tính tiếp. Lần nào cũng vậy hết. Khi mà từ nhà của cô Phượng hay là nhà của anh Khải hay là nhà của cô Năm Lụa đi về nhà mình là lúc nào cũng mang trong người một cái suy nghĩ hết trơn á. Không chuyện này cũng chuyện kia. Nói làm sao mà mọi chuyện trong cuộc đời mình nó xảy ra kỳ trời. Vậy đó, không có tập trung gì hết. Đang chạy tới cái khúc mà lũy bán bích rồi gần tới cái chỗ mà đầm sen Hòa Bình này nọ đó, tự nhiên là cái điện thoại trong túi của anh nó reo. Reo ù gì nè. Anh mới dừng xe lại, anh nghe. Thì anh mở điện thoại ra, anh thấy là cô Phượng cổ điện. Lưu số cô Phượng đàng hoàng luôn, mở ra. À con nghe nè cô. Vậy cô? Bên kia không có trả lời. Im ru à, không có ai nói năng vậy hết trơn á. Thì ảnh mới lắng nghe kỹ thiệt kỹ. Ảnh nghe chỉ có cái tiếng giống như là cái tiếng thở của ai đó vậy thôi. Thở nhẹ nhẹ, thở khì khì vậy đó. Thở nhẹ nhẹ rồi từ từ thở mạnh 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 lên. Cho tới thở một hồi nữa thì anh nghe cái tiếng này nó y chang như là có ai mà kê cái quạt gió vô để mà đưa cho mình nghe cái tiếng gió vậy đó. Anh bên này thì cứ alo alo hoài, đâu có ai trả lời đâu. Cho nên cúp máy. Anh mới điện ngược lại. Điện ngược lại thì alo cũng không ai trả lời luôn. Cũng nghe cái tiếng gió đó nữa. Bắt đầu từ cuộc thứ hai trở đi là bên kia không bắt máy.
ráng kiên trì điện tới cái cuộc gọi thứ 7, thứ 8 thì bên kia bắt máy. Lúc này bên đó vừa nghe cái tiếng thổi hù 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 mà vừa nghe cái tiếng vòi sen nó xả nước nữa, y chang như là có ai mà đang đứng trong nhà tắm rồi để cái điện thoại ở dưới cái vòi sen luôn vậy đó. Nước nó ào 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 xuống vậy nè. Anh nói ủa lạ vậy trời, kỳ dạ, cô Phượng cổ đâu có ở nhà cổ đâu mà làm gì mà có cái tiếng vòi sen nó chảy. Hoặc nếu như bây giờ cổ đang tắm bên cái nhà tắm, cái vòi sen bên nhà cô Năm Lụa đi, thì không lẽ là cô Phượng vừa cầm cái điện thoại mà trong nhà tắm cô Năm Lụa bà đang tắm hay sao? Mà tại sao điện mình không trả lời vậy? Alo hoài không ai trả lời hết. Anh tắt cái cụm lần nữa. Quá là kỳ. Anh mới mở cái điện thoại ra thì anh coi đúng thiệt, đây là cái tên mình lưu, cô Phượng. Nhưng mở cái số ra thì đây không phải là cái số di động của cô Phượng, đó là cái số điện thoại bàn, cái đầu số mà 00 mấy 08 mấy đây ha, y chân cái con số đó luôn. Ảnh nói ủa con số là con số điện thoại bàn mà ta, đâu thể nào mà từ cái điện thoại bàn mà nó gọi cho mình được. Tại vì hồi trước giờ chưa bao giờ anh lưu cái số điện thoại bàn hết trơn á. Kể từ những cái vụ án xảy ra bên nhà cô Phượng, anh mới lưu số cô Phượng đó mà dễ bề liên lạc thôi. Ở đâu ra mà số điện thoại bàn này? Trong khi đó cô Phượng cổ đã về bên nhà cô Lụa ngủ ké rồi mà. Hồi lúc mà mình về, bả đã khóa cửa ngoài, mình thấy rõ ràng. Không lẽ có người đang lẻn ở trong nhà của bả rồi lấy điện thoại điện cho mình hả? Mà tại sao lưu sẵn bên điện thoại của mình là cô Phượng chứ? Lúc đó anh nói nghe, cái đường ngoài này nè, nó vắng tanh nè, rất là ít xe cộ chạy qua chạy lại luôn. Thiệt ra là mình cũng muốn quay trở lại nhà cô Phượng thử coi là cổ có đang bên nhà bển hay không, mà tại sao ai lấy điện thoại bàn điện cho mình chứ? Nhưng thôi cũng ớn quá, không có dám quay lại, ám ảnh quá à. Về nhà trước cái đã. Khi anh về nhà thì lúc đó là cả nhà đã ngủ hết trơn rồi, tại cũng đã tối hù à. Cái chuyện mà anh đi đêm đi tới lui á là cái chuyện bình thường thôi, không có còn ai quan tâm nữa, miễn sao á có đi có về là được. Do là hai anh em ngủ chung một cái phòng, bởi vậy đó là khi anh Lâm nè anh về, làm cho anh Trường cũng thức giấc. Anh Trường là cái người em trai, người đã kể lại câu chuyện này đó. Anh Trường nói không biết làm sao mà cái bữa đó đó nha, thấy mặt của ông nội Lâm, ổng sợ lắm. Lần đầu tiên mà ổng đi tắm, ổng mở cửa nhà tắm ra, không dám đóng cửa. Anh thấy ổng đang đứng tắm, cái tự nhiên là ổng khựng lại. Ổng khựng, ổng tắt cái vòi sen. Hỏi ủa gì anh hai, dù giờ sao tự nhiên tắm mà đứng tận ngần trống hoài vậy? Ổng thì ổng không có nói gì. Cái anh Lâm mới nói với anh Trường vậy nè. Ê, mày lỡ cái chỗ của tao mày nghe thử coi, mày có nghe cái tiếng gì không? Hình như là tao nghe giống như là ở trên tầng trên của mình đó mày, cái dãy căn hộ phía trên á, có ai mà người ta dậm in trên đầu của mình đó mày, mày nghe không? Anh Trường hoàn toàn không hề nghe cái gì hết. Anh không nghe gì luôn á. Anh nói ủa đâu có gì đâu, tôi đâu có nghe gì đâu. Thì thôi, anh mới tiếp tục tắm. Anh nói thôi mày đi ra chỗ khác tao tắm cái. Anh Trường á thì anh nằm trong này, anh chơi game, anh cũng không quan tâm gì hết. Cho tới khi mà một hồi thấy anh Lâm anh tắm hoài anh không có ra, thì vô mới hỏi anh nữa. Anh nói không biết sao á, tao tắm mà tao cứ nghe cái tiếng ở trển á, giống như là có ai mà hành hung đánh lộn nhau vậy mày. Nó làm hệt hệt ở trển, rồi bắt đầu tao nghe cái tiếng của ai giống như bị bóp cổ á, gì đó, rồi tiếng khóc nữa. Nó tự ở trên nóc nhà của mình đây nè. Do lỡ chung cư mà, rồi cộng thêm cái chung cư thời ngày đó cách đây mười mấy năm về trước á, thì cái độ cách âm nó không hề tốt. Ở trên tầng trên làm cái gì là dưới này mình nghe hết trơn à, nghe rất là rõ, nó là khác. Vậy tại sao hai anh em cùng thức mà anh Trường không nghe, chỉ có anh Hai Lâm nè anh nghe thôi? Bởi vậy anh Trường nói không biết là ổng sợ cái gì á. Lần đầu tiên mới thấy nha, đi ra một cái bàn thờ phía phòng khách á, ngồi ngoài đó lật cái cuốn kinh của cha của mẹ mà mỗi ngày ổng với bà đọc kinh đó, lật ra ngồi đọc. Hồi đó giờ báo muốn chết, đâu có bao giờ mà chịu ngồi xuống rồi đọc Phật Pháp rồi thắp nhang rồi đâu, không có. Vậy mà bữa nay anh Lâm anh ngồi nha, anh đốt nhang luôn, y chang một cái người thanh niên mà chín chắn vậy đó. Anh thì anh cứ nghĩ bữa nay anh mình chắc cũng biết thay đổi, cũng biết đốt nhang cho ông bà nhỏ đó ha, cũng đâu có nói gì, chỉ là nằm ở đó quan sát thôi. Thằng em thì nằm trên ghế sofa, còn thằng anh á thì ngồi quỳ ngay giữa cái bàn thờ vậy nè. Chắc là tại vì anh Lâm ảnh sợ quá ảnh mới làm vậy. Anh đọc kinh hoài luôn, cứ đọc hoài mà không biết đọc cái gì, cứ mở ra thấy người ta ghi gì thì đọc tới vậy thôi. Quay trở lại bản thân của anh Hai Lâm, ảnh nói đó nha, cái lúc mà anh ngồi ảnh đọc từng cái dòng chữ trong cái cuốn kinh của mẹ anh đọc mỗi ngày đó, thiệt ra thì ảnh cũng không biết kinh đó là cái gì nữa, nhớ không lầm đó là cái chú Đại Bi hay là gì đó không rành. Thầy ảnh cứ đọc hoài, người ta ghi gì đọc cái đó.
ảnh càng đọc thì ảnh lại nghe cái tiếng rên, cái tiếng khóc nó nhiều hơn. Không phải là nó rên một tràng rồi thôi đâu, nó rên theo từng hồi vậy nè. Anh đọc câu nào là nó rên theo cái nhịp của anh câu đó. Nó rên rồi nó nín. Cứ hễ mỗi lần mà anh ngưng anh lấy hơi anh đọc tiếp đó nha, đọc trong miệng không à, nó nín. Càng đọc thì nó càng khóc nữa. Nó rên từ từ nhẹ nhẹ xong cái nó khóc lên. Y chang như là nhà có đám ma vậy đó. Nhưng mà thời điểm đó thì anh Lâm ảnh chưa nghĩ là có ai nhát mình đâu. Anh nghĩ chắc là ở trên tầng trên á có ai bệnh hoạn hoặc là có cái đám ma dễ trển. Tại vì có nhiều người á, người ta làm đám ma bên nhà tang lễ nhưng mà người ta cũng làm thêm một cái lễ giống như là cái lễ tưởng niệm trong nhà vậy đó mà. Tại vì ở chung cư thì mình đâu có để hòm trong nhà được. Chắc là người ta khóc la, người ta buồn bã vậy thôi. Nghĩ là đám ma chứ không nghĩ đánh lộn gì hết trơn á. Đọc kinh mà nó cứ khóc hoài sao đọc được. Kiểu như mình bị phân tâm bởi cái tiếng khóc đó. Nhưng thôi cứ ráng đọc hết chắc cũng khoảng nửa cuốn rồi cái buồn ngủ quá cũng đi ngủ. Nhưng định bụng, sáng ngày mai nhất định ăn sáng xong là đi cái đường cầu thang bộ lên tới tầng trển. Hỏi những cô, những bác người ta sống ở trển á, cái nhà mà ngay cái tầng của mình nè, ở phía trên đầu, có ai đang ở không? Cái nhà người ta đang gặp cái chuyện gì mà tại sao đêm nay người ta lại khóc nhiều như vậy? Qua tới sáng sớm ngày hôm sau, khi mà ăn sáng đồ xong hết trơn rồi đó, mới có 6 giờ thôi là lật đật bước lên trên cái cầu thang á. Lên trên đó thì thấy là cũng có mấy chú mấy bác lớn tuổi người ta đi tập thể dục á, đi tới lui dọc cái đường cầu thang gì nè. Thì mới hỏi người ta, hỏi ủa bác, người ta cũng biết mà thằng này là con của ông Điệp nè, nhà dưới chứ đâu. Tại vì mẹ của anh hồi đó tới giờ bả cũng là một cái người Phật tử á, hay rủ nhau đi chùa đi chuyện này nọ thì cũng có quen biết với nhau, nhìn là biết con của nó liền rồi. Cái anh mới hỏi là ủa bác cho con hỏi là cái nhà này nè, cái nhà mà phía trên nhà của con luôn á nè, có ai ở không bác? Sao mà con nhìn con thấy cái cửa còn mới tinh à, có khóa cửa ngoài nữa. Cái ông này ông hỏi là ủa mày làm gì vậy, hỏi làm chi, bầu cha mẹ mày tính mua cái nhà này hả gì? Nó không có, con tính là con hỏi coi có ai không mà tại sao á. Hôm qua con về con tắm rửa thì con có nghe cái tiếng động trên trển, con nghe tiếng khóc tiếng la quá trời thì con tưởng đâu là nhà ai có đám ma hoặc là cãi lộn cự lộn gì đó không à, tại con lên con hỏi cho biết vậy thôi. Ông nói trời, nhà tao đây thì không có cự lộn mà nè, nhà cô Sáu mà kế bên không có cự lộn, chỉ còn cái nhà chính giữa này là lâu lắm mà đâu có ai mua đâu con. Mày nhớ không, hồi tầm khoảng nửa năm trước á là có người ở đúng thiệt, nhưng mà người ta cũng bán rồi, bây giờ chưa có ai mua lại cái nhà này hết. Nói tóm lại cái nhà đó hiện tại ngày hôm qua không có ai sống hết. Vậy tại sao mà anh nghe cái tiếng dậm chân ịt ở tới trển, rồi nghe cái tiếng khóc tiếng la tiếng rên quá trời là ở đâu, xuất phát từ đâu chứ? Cố gắng tìm dữ lắm luôn mà không thể nào ra được cái manh mối nào hết. Không biết là cái tiếng rên này nó phát ra từ đâu, mình nghe rõ ràng là trên lầu của mình mà. Thôi thì cũng bước xuống nhà. Bữa nay á, đáng lẽ có đi học á, nhưng mà nghỉ. Tại vì cái tiết đó hình như là cái tiết học phụ đạo, học sinh kiểu học sinh dưới trung bình mà, cho nên học phụ đạo thường xuyên, học hà rầm vậy đó. Ai mà chưa có giỏi môn nào đó thì người ta sẽ dạy bổ túc phụ đạo thêm. Bỏ, bây giờ lo cái chuyện này, thậm chí nghỉ học luôn cũng được nữa. Hồi tối hôm qua mới bên nhà cô Phượng về mà, cho nên bây giờ cũng muốn chạy qua nhà cô Lụa thử coi cô Phượng bây giờ bán sao rồi, rồi tính cái chuyện bên nhà bán sao. Không thể nào mà bỏ dở chừng vậy được. Qua tới đó thì thấy là cô Phượng bả mới ngủ thức dậy à, hai bà thì cũng còn bến kè, chưa có ai đi chợ đi búa gì hết. Vô thì thấy cô Lụa bà có nấu nồi cháo, cháo gà để trên bàn á, để mà cho cô Phượng bà ăn. Tại vì hình như là cô Phượng bà sốt, bà không ngủ được. Thứ nhất là bà buồn, bà tủi, con với chồng bà chết hết rồi. Thứ hai nữa là bà sợ, bà ám ảnh cái nhà của bà. Bà không biết ai mà vô nhà của bà rồi quậy phá rồi làm chồng con bà chết. Hồi đó giờ ở cái nhà mười mấy hai chục năm nay có cái chuyện gì lạ đâu. Anh mới ngồi xuống, anh cũng có hỏi thăm cô Phượng thì bà nói giờ cô cũng không biết đó là ai đang phá nhà của cô. Chưa có nghĩ tới chuyện thầy bà gì hết nha. Thì cô nói là chắc có thể á. Bữa nay cô về cô dọn mớ đồ, cô đóng cửa tiệm. Rồi cô về nhà má cô ở khoảng 1-2 tuần. Trong khoảng thời gian đó cô rao bán cái nhà này luôn. Ai mua nhiều cô cũng bán hết. Bán cô không ở nữa tại vì thứ nhất á, cái tiệm này cô cũng không quán xuyến nổi. Thứ hai nữa là cô ám ảnh quá à. Chồng con cô bây giờ cũng chết hết rồi.
biết rằng là ai cũng phải chết một lần trong đời, sớm hay muộn thôi. Nhưng mày nghĩ đi, nhà có ba người mà thằng Trung nó cũng chết, chú Sáu mày cũng chết nữa, thì cô Phượng sống với ai con? Thôi giờ tao bán cái nhà đó, mày có biết ai mua hay ba má mày mua tao bán lại. Trời, ông nội tôi cũng dám mua cái nhà đó nữa, giờ chưa biết ai đang hiện diện trong cái nhà đó kìa, mua làm gì? Vô cho nó nhát nó giết mình hả? Nghe thì cũng thấy thương cho hoàn cảnh của bà thiệt đó, nhưng mà mình đâu có biết cách nào để bà giải quyết triệt để đâu. Dù sao mình cũng chỉ là một cái thằng thanh niên ớt ơ thôi mà. Thôi thì anh mới lóe ra một cái suy nghĩ. Thôi bây giờ cô cứ đi. Khoan hãy về nhà nghe cô. Tối nay con qua con rủ anh Khải, ông anh của con. Ông này thì coi bói bùa phép làm sao thì con không có rành, nhưng mà ổng rất là rành cái chuyện mà dẫn dắt người ta thôi miên, coi về những cái ký ức của người ta vừa mới trải qua mà người ta nhìn không có rõ đó, thì ổng có thể làm cho mình coi được. Tối bữa nay con về con hẹn ổng. Nếu như mà ổng rảnh á thì hai đứa con cùng nhau qua nhà của cô, rồi cái cho ổng làm cái thuật thôi miên. Con đi thẳng vô cái phép thôi miên đó, con nói chuyện trực tiếp với cái người đàn bà đó, thử coi tại sao mà người ta xuất hiện trong nhà của cô vậy, có lý do gì. Nói vậy thôi anh cũng đi về. Nhưng mà khi đi về á, anh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Anh cũng thắc mắc là ủa, không biết là cái bữa đó rốt cuộc là thằng Trung có thấy cái gì mà nó nói ra câu đó. Rồi ai đang ở trong cái nhà tắm của nhà cô Phượng chứ? Không lẽ là cái người đó luôn? Rồi cái người đó người ta có chết thiệt không? Hay là có người giúp đỡ người ta? Hay là công an đã tới rồi khi người ta đi chữa cho hết người ta sống lại rồi? Hay cái người đó là ma, không phải là người thiệt? Quá là nhiều câu hỏi nó hiện ra trong đầu đi. Mình cũng biết phải giải quyết sao hết trơn á. Bây giờ khoan hãy về nhà, chạy qua nhà của anh Khải đi, coi ổng có ở nhà không. Lúc đó thì kêu cửa, có anh Khải ở nhà. Anh mới ngủ thức dậy hả? Mới kể cho anh nghe gì đó. Nói với anh, tối nay là em định rủ anh qua nhà của cha mẹ hàng bạn em á, là cái thằng mà nó chạy xe chung với em rồi tụi em gây tai nạn á. Nhà của bà bây giờ cũng có ma có quỷ rồi anh ơi. Ai ở trong cái nhà tắm của bà cứ tắm cái xối nước hoài à, mà giả dạng bà luôn, em thấy rõ ràng luôn mà. Bây giờ bà không dám ngủ trong nhà bà nữa anh. Cho nên tối nay á là em tính nhờ anh qua bển với em, rồi rủ bà như là cái bà hàng xóm á qua, anh làm cho em cái phép thôi miên đi. Anh làm sao á để mà em nói chuyện với người đó, coi người ta muốn cái gì, người ta làm gì mà người ta hại gia đình bạn của em dữ à. Nghe như vậy thì anh Khải hoàn toàn đồng ý. Anh nói là bây giờ tao đi làm, chừng nào tới chiều mày ăn cơm ăn nước xong đi ha, 8 giờ tối mày có mặt ở nhà của tao, rồi tao với mày đi, mày dẫn đường tao đi nha. Ok, anh bắt đầu đi về nhà. Về là bữa nay tâm trạng rất tốt, yên rồi đó. Đêm nay có anh Khải qua với mình là nói chung là ảnh đồng hành với mình trên mọi mặt trận luôn mà. Ăn cơm xong, giờ đó cũng đã 7 giờ kém rồi. Thì trước khi đi cũng phải gọi xác nhận hỏi của anh về chưa chứ, tại vì nhiều khi sợ anh đi mần về trễ hay sao. Cứ móc điện thoại ra, bấm vô cái số của anh Khải gọi cho ảnh. Hỏi ủa anh về chưa, để em qua bên nhà nè. Không thấy anh trả lời. Một hồi lâu sau cái tự nhiên bên kia tắt cái rụp, giống như là anh đang bận cái gì á. Tại vì á nha, trong cái lúc mà anh im ru á thì có nghe leo nheo nheo rất là nhiều những tiếng nói. Đặc thù công việc của anh Khải này là anh đi làm xiếc cho người ta mà, cái chỗ của anh toàn là con nít không thôi, cứ tưởng là anh đang đi làm, anh chưa có về kịp á. Thôi thì mình ráng mình đợi chút nữa. Anh mới vừa cúp cái điện thoại xong, cái tự nhiên đầu dây bên kia nó reo. Anh Khải anh điện. Anh Khải điện cái anh nói là qua, qua đi đi, qua nhà đi. Anh nói vậy đó, mà anh nói cái giọng của anh cao lắm, cái tông giọng nó ngộ lắm, chứ không phải là cái tông giọng mà trầm ấm bình thường của anh nha. Qua đi, qua nhà nè, qua nhà đi. Đó, anh nói vậy cái anh tắt rập. Mình đâu có nghĩ gì nhiều, cứ tưởng là ông nội nè, ông về rồi, ông muốn rủ mình qua để mà nói chuyện chơi với ông, rồi bắt đầu dẫn nhau qua nhà của Phượng luôn. Đó, thì anh mới xách xe anh đi. Bình thường, từ nhà của anh mà chạy qua tới nhà của anh Khải chưa đầy 15 phút. Không biết sao mà bữa nay anh nói nha, anh chạy hoài cũng trên cái con đường đó, mà chạy hoài không tới. Lúc đó đó, thì anh chạy anh cảm thấy lâu quá trời. Anh có móc cái điện thoại ra, thì cái đồng hồ trên cái điện thoại nó nhảy số là 8 giờ 15 phút. Trong khi hồi nãy giờ, cái lúc mà anh bắt đầu xuất phát từ nhà của anh đi ra khỏi nhà là 7 giờ rưỡi. Có nghĩa là hồi nãy giờ mình đã chạy được khoảng 45 phút rồi. Vậy tại sao mà mình chưa chạy tới nhà của anh Khải là sao ta? Cứ chạy cả dòng trên con đường đó, mặc dầu nhà của hai người chỉ là đi thẳng tới thôi, không có quẹo hẻm hay là cái gì hết trơn á. Tại sao đi hoài không tới?
Phải, hồi đó có những cái công cụ giống như là Google Maps bây giờ thì nó nói bên lỗ tai mà nó dẫn đường hay vậy. Mà thời điểm đó làm gì có cái chuyện mà mạng 4G nó phát triển, mình coi mạng dọc đường không có. Chỉ là mình đi theo cái trí nhớ mách bảo thôi. Cái đường quá quen thuộc mà không lẽ không biết đường đi. Cứ chạy hoài vậy đó. Chạy làm sao thì anh thấy là hai bên toàn là cây không à. Ít nhà ít cửa. Mà trong khi á, cái xóm nhà của anh Khải này á, là một cái xóm dân lao động, rất là nhiều nhà xung quanh luôn. Nhà nó khích rịch gì nè. Vậy mà không biết sao, nhìn một hồi thì đằng trước là nhà của anh Khải kìa. Tại vì đặc điểm nhận dạng nhà của anh Khải á, phía trước lúc nào ảnh cũng có để nguyên một cái đống bong bóng của ảnh á. Ảnh đi làm xiết về cái anh để phía trước nhà của ảnh tùm lum hết vậy đó. Thì thấy nó treo bóng lòng thòng thòng gì nè. Biết nhà của ảnh rồi, cho nên là cũng đậu xe lại. Nhưng mà nhà của ảnh hình như là khóa cửa trong. Ở trong nhà sáng đèn rõ ràng luôn. Ảnh đập cái cửa này, kêu anh Khải ơi. Thì không thấy ai trả lời hết. Cứ tưởng là ổng đang tắm hay là ổng đang ăn cơm thay đồ gì không à. Lúc đó là anh vẫn chưa có để ý những cái nhà xung quanh nha. Thiệt ra mình cũng không biết quan tâm là xung quanh mình có nhà hay cây cối nhiều nữa. Chỉ biết cái đoạn đường mà hồi nãy giờ mình chạy tới nhà của anh Khải, cây không à. Giống như đi trong một cái khu dân cư mà chưa có nhà ai vậy đó. Thôi thì bây giờ trước mắt mình là nhà của anh Khải đây nè. Đó, kêu một hồi nói anh Khải ơi sao mà không mở cửa vậy. Anh không nghe anh Khải trả lời trả vốn vậy trơn á. Chỉ nghe một cái tiếng hả. Chỉ nghe vậy thôi đó. Là anh biết có người ở trong rồi. Cho nên là anh mới đẩy cửa này nè. Anh tưởng đâu là anh đi ra mở cái cửa ra cho mình. Đúng thiệt, anh đẩy cửa thì cái chốt cửa phía trong nó đã được mở ra rồi. Vô tới nhà thì thấy trong nhà trong cửa cũng mở đèn sáng bưng à. Rồi nhìn vô cái đường vô buồng á, cái miếng màn nó mới rung rinh. Hình như là ảnh mới vừa bước vô trong buồng rồi. Cái chỗ đó là cái chỗ mà bình thường mình qua mình hay ngồi cho ảnh thôi miên giùm mình đó. Anh bước vô gần tới cái cửa buồng này thì anh mới nghe trong buồng nói là trong này nè, vô đây. Giọng anh Khải rõ ràng chứ không phải là giọng của ai hết. Mà ngộ một cái nha, bữa nay nhìn cái nhà của ảnh sao mà nó hơi kỳ kỳ chút. Bình thường nhà của ảnh nó bề bộn dữ lắm. Ba cái đồ chơi con nít rồi bắt cái đồ ảo thuật đó. Lồng này lồng nọ tùm lum hết, lồng chim là một câu rồi nè. Quá trời đồ luôn. Mà cái nhà của anh cũng nhỏ nữa. Tại sao bữa nay nhà của anh nó gọn bân à. Nó không có cái gì hết trơn á. Hình như là anh dẹp anh mang đi dục hết trơn rồi hay sao mình cũng không có rành nữa. Nó rất là gọn luôn nha. Chỉ là con cái đường đi thẳng vô buồng vậy thôi đó. Chắc chắn là cái ông nội này ở trong phòng chứ không có đâu trơn. Hồi nãy giờ là thấy ông đi ra đi vô trong cái phòng này nè. Đúng thiệt, ông có lên tiếng. Lâm, Lâm ơi, Lâm, tao cho mày Lâm ơi. Cái tiếng của ổng rất là kỳ. Hồi nãy giờ á, thì cái tiếng của ổng mình nghe nó hơi cao cao giọng một chút như bây giờ nha. Cái giọng của ổng y chang như là ổng đang nói trong cái điện thoại mà nó bị rè rè vậy đó. Đây là cái giọng của người thiệt ở ngoài mà. Mình xác định rõ cái khoảng cách của ổng là ổng đang ngồi trong phòng đợi mình trống á. Cái cửa buồng của ổng á, nó rất là mỏng luôn. Là cái miếng vải chứ không phải là cái cánh cửa gì hết trơn á. Ổng đang ở trong cái phòng đó đó. Biết vậy rồi, thì anh mới bước vô phòng. Vô trong đó, thì anh thấy là, ủa, cái phòng của Mi Trang vậy. Cũng có cái ghế, cái bàn ở đó. Cái ghế của anh Lâm này á, là thuộc dạng cái ghế mây ngày xưa á. Mình ngồi mình có thể đưa cái lưng gì nè. Đó, đưa lên đưa xuống y chang như là cái ghế của con búp bê Annabelle vậy đó. Ảnh đang ngồi trên cái ghế đó. Anh cũng ngồi mà cái anh đung đưa nhẹ nhẹ vậy nè. Co hai cái giò lên nha. Anh nhìn kỹ lại thì nó ủa. Cái này là anh Khải mà. Cái đầu á vẫn là tóc của ổng nhưng mà ổng mặc cái bộ đồ bà ba màu đen. Mặc đồ bà ba của đàn bà. Anh thấy lạ quá bây giờ anh nói liền. Nó ủa anh Khải. Anh Khải ơi làm gì vậy? Nhìn vậy cha nội. Rồi sao bữa nay mặc đồ kỳ vậy cha? Lấy đồ của ai mặc vậy? Tính chửi ổng bộ này ổng bóng muộn hay vậy. Nhưng mà ổng không có quay mặt lại. Theo lẽ như bình thường, ổng biết mình qua thì ổng phải ở nhà trước, ổng mở cửa cho mình chứ. Tại sao bữa nay ổng ngồi trong buồng, ngồi từ hồi nãy tới giờ rồi mà ổng cứ lắc lư cái người của ổng, ổng co hái dỏm lên gì nè. Đàn ông mà, ổng thì không phải là bự con gì, ổng ốm nhách à. Cho nên là ổng mặc cái đồ ba đó, cái người của ổng nó cứ lỏng thỏng gì nè. Lúc này anh chưa có thấy được cái mặt trước của ảnh nha. Anh nhìn là anh sợ rồi đó. Anh nổi da gà rồi đó, nói trời ông nội này sao bữa nay kỳ vậy trời. Ông làm gì, bộ ai nhập ông rồi hả? Bắt đầu là anh đi gần lại. Cái người đó người ta vẫn còn làm gì nè. Đó,
quay cái mặt thẳng vô trong góc tường nha. Anh đứng phía trên, anh nhìn xuống thì anh thấy là cái người này vẫn có cái cặp bưởi luôn. Cặp bưởi cũng bự chứ không phải là nhỏ. Vậy thì tại sao cái đầu vẫn là cái đầu của cái anh Khải này? Nhìn sau ót là biết anh liền à. Trời ơi trời, cái tay thì chống lên cái ghế này nè, cầm, không biết là cầm cái gì á, mà cứ quẹt 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 vô cái mỏ cái môi của mình. Anh đi lại gần thì anh thấy anh tá quả luôn. Cái người đó đó, cái mặt không phải là anh Khải, cái mặt là cái mặt của một cái người đàn bà, y chang như cái mặt mà tối đêm đó anh phát hiện anh thấy luôn. Là bà đó chứ không phải ai hết trơn á. Chỉ lạ một cái là cái đầu, là cái đầu của đàn ông thôi. Trời ơi trời, bà đang cầm là biết cầm gì không? Bà cầm một cái lóng tay. Cái lóng tay này nó cũng nhỏ nhỏ, nó gọn gọn, nó ấm ấm y chang như là cái ngón, cái lóng tay út của mình vậy đó. Bà cầm nguyên ngón tay nè, mà không biết ai mà chặt sẵn từ hồi nào á. Bà cầm một đầu, đầu còn lại cái bà trét, bà tha lên cái môi bà gì nè, y chang cảm tưởng đó luôn á. Bà cầm ngón tay, ngón tay lủng lẳng vậy nè, nguyên bàn tay của bà thì nó sứt mất tiêu cái ngón tay út luôn. Bà quẹt 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 vô cái miệng của bà vậy đó. Do là cái ngón tay nó dính máu, cho nên khi bà quẹt vô trong cái môi của bà, cái mỏ của bà nó đỏ hơn. Anh thấy là anh điếng hồn tạm thời luôn. Anh đâu có dám làm cái gì nữa, anh chỉ biết chạy thôi, nhưng chạy không được. Có ai hiểu được cái tình cảnh này không? Y chang như là mình đang bị kẹt trong giấc mơ vậy đó. Trời ơi trời, bà quay lại, bà lấy cái tay của bà nắm hai cái giò của anh lại nè. Do là bà nắm bà giật, bởi vậy hả là anh đập cái đầu xuống đất liền, ập cái mặt xuống gì nè. Kiểu như mình đang đứng, cái có ai mà giật hai cái giò mình từ đằng sau á, thì chắc chắn theo quán tính mình sẽ phải bị đổ cái người của mình xuống cái nền nhà. Anh cố gắng anh chạy, anh la, anh kêu Khải ơi, anh Khải, anh Khải ơi cứu em, anh Khải ơi, anh Khải ơi cứu em, anh Khải ơi. Mà anh Khải đâu có trả lời, tại vì chỗ này đâu phải là chỗ của anh Khải đâu. Trong giây phút đó anh vẫn còn ráng giữ cái bình tĩnh nha, vừa kêu gào mà vừa móc cái điện thoại trong túi của mình ra vậy nè. Mở cái số của anh Khải ra, mở ra chưa kịp điện nữa thì thấy điện thoại của mình nó reo quá trời reo. Anh Khải ảnh gọi, mở điện thoại ra nó, ủa anh Khải ơi, anh đang đâu vậy, em đang ở nhà anh nè, em bị người ta lôi lại rồi anh Khải ơi. Bên đầu dây bên kia thì anh Khải mới hỏi là, ủa mày đang đâu, tao đợi mày từ hồi 8 giờ tới giờ nè, mày đang đâu vậy, mày nói đi mày đang ở đâu. Em không biết nữa, anh hẹn em qua tới nhà anh mà, 8 giờ em qua tới nhà anh mà sao bây giờ em qua tới nhà anh, không qua tới nhà mà ai á, người ta đang kéo cái giò của em à. Cứu em đi, em chết bây giờ, cứu em đi. Phía bên kia thì nói chuyện cà giặt giật một giật hai, cái bắt đầu là cúp máy. Anh đâu có còn tâm trạng để mà anh gọi điện thoại nữa. Cái điện thoại là nó rớt trong túi hồi nào, nói chung là cũng không quan tâm tới cái điện thoại luôn. Bây giờ là hai cái bàn tay của người đó vẫn còn nấu níu hai cái giò của anh vậy nè, bóp bóp ngay tại cái vị trí chỗ mà hai cái mắt cá giò của anh á. Anh cảm nhận nha, khi mà người ta đã bóp hai cái bàn tay lại rồi đó, thì cái bàn tay này nó cũng hơi nhọn nhọn. Cái nhọn này không phải là cái nhọn của móng tay dài mà nó bó gì đâu, không phải. Nó nhọn giống như là năm ngón tay á đã bị lóc xương ra, không còn thịt nữa, chỉ còn dính những khúc xương nó nhọn nhọn á. Cái nó cạ 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 mà nó lạnh dần vô trong chỗ hai cái mắt cá của mình vậy nè. Anh đâu có dám quay mặt lại nhìn người ta đâu, chỉ biết là người ta vẫn còn đang ngồi trên ghế, mà người ta thòng cái người xuống để mà lôi cái giò của anh lại, hỏng cho anh đi ra khỏi cái căn phòng đó. La là bây giờ trông vô vọng rồi, đâu có ai biết mình tới đâu đâu mà cứu. Cái chỗ này thiệt ra không phải là nhà của anh Khải, mà là cái chỗ nào á. Trời ơi trời, người ta càng quấu mạnh vô, càng lôi anh sát lại cái ghế đó, thì tự nhiên là anh nhắm mắt, anh hình dung được cái cảnh tượng đêm đó, cái đêm mà hai thằng mình đã gây ra tai nạn cho người ta đó. Anh thấy mùng một rõ cảnh tượng đó luôn. Anh thấy là do hai thằng mình chạy xe tốc độ cao quá đi, bởi vậy đó là mình tông người ta, mình kéo người ta lê một đoạn vậy nè. Khi mà người ta té bất ngờ á, cái tay của người ta bị chiếc xe nó đè xuống, thì cái bàn tay của người ta cạ xuống mặt đường vậy nè. Chắc là như vậy mà ngón tay của người ta nó nát ra như vậy đó. Anh hình dung được mà, cho nên là chỉ biết nhắm mắt thôi. Hồi đó đâu có biết niệm Phật gì, nhắm mắt vậy nè. Vừa nhắm thì vừa nghe cái người đó nói chuyện. Con tao, con tao, sao bỏ tôi, sao bỏ tôi, con tôi, con tôi, sao bỏ tôi, con tôi,
Đó là hai cái chữ mà cái người này cứ lặp đi lặp lại làm hoài. Đây là giọng của một cái người nữ. Muốn chết điếng luôn vậy đó. Trời ơi, lúc này hả, Thiếu Điệu muốn chết dễ hơn là sống. Nhắm mắt đâu có dám làm gì đâu. Nhắm nghỉ con mắt lại vậy nè. Thì mình cảm thấy là người ta lôi cái giò mình một hồi, không biết là lôi trong bao lâu. Tự nhiên nó rịch một cái thiệt là mạnh, làm một cái cục vậy nè, khiến cho cái đầu của anh á, nó dập xuống đất thêm một lần nữa. Tự nhiên anh cảm giác là người ta đã rút cái tay rồi, không có còn quấu vô cái giò của mình nữa. Rồi mình cảm nhận sao mà xung quanh của mình á, nó hơi lạnh lạnh nha. Kiểu như có xương nó rớt xuống người của mình á. Rồi nghe tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng ẩn ương nó kêu nữa. Hình dung cái cảnh tượng này y chang như là mình đang nằm ở giữa đồng không mong quạnh mà ban đêm á. Hoặc là ở giữa một cái con đường trống mà hai bên toàn cây cối không. Đúng y bon. Mở con mắt ra một cái đó là trời tối hù như mực gì nè. Phía trước con mắt của anh là cái chiếc xe máy của mình đang nằm ở dưới đường á. Giống như mới xảy ra một cái vụ tai nạn vậy đó. Cái đèn xe nó vẫn còn sáng kìa. Hiện tại đang nằm ở giữa đường. Cái người kia thì không thấy, tại vì đang nhìn về cái hướng xe máy của mình mà. Nhưng mà quay ra sau lưng thì một cảnh tượng y chang như cái cảnh tượng mình đã từng chứng kiến. Đó chính là cái vụ tai nạn hồi trước. Không thấy chiếc xe của thằng Trung bạn mình, mà ở sau lưng là cái chiếc xe đạp bị tai nạn. Cái thi thể người đàn bà đó vẫn còn nằm ở phía dưới cái xe đạp. Do là cái xe đạp nó ngã ngang mà nó đè người ta. Thiệt ra một cái xe đạp đè con người chưa tới độ mà chết, nhưng do nó kéo, nó lê một đoạn rất là dài. Chiếc xe của hai thằng này chạy không thua gì tốc độ mô tô bây giờ. Chắc là do mình mới té xe, bởi vậy là hình như là mình ngồi về không có nổi. Sao mà tự nhiên cái người nó nặng nề quá trời à. Mặc dầu không có ai mà động chạm cho người của mình gì hết trơn á. Cái anh mới nghe một cái mùi nó hơi thâm thẩm một chút. Không biết là cái mùi này nó phát ra từ đâu nha. Anh nhìn về cái hướng cái xe của anh bị tai nạn đằng kia kìa. Cái xe đang lật kia đó là xe của riêng anh Lâm, chứ không phải là cái xe của anh Trung. Nhìn đằng đó hình như là có một cái người. Trời trời, bạn mình chứ ai trời, Trung chứ ai. Nó mặc cái quần sọt màu kaki, cái quần sọt kaki màu da bò đó. Rồi nó mặc cái áo sơ mi màu sọc đó kìa. Là cái áo mà kiểu như là mình tụi mình hay mặc đó. Ủa sao mà nó nằm ở đó? Anh căng con mắt anh nhìn kỹ là thì anh thấy sao mà giống như là bạn mình nó nằm mà nó đang chết hay sao á. Tại vì cái người của nó tự nhiên nó trương phình đó này. Nó phình lên sao mà cái bụng của nó phình lên y chang như là cái người mà người ta chết trôi vậy đó. Thối lắm. Mặc dầu anh không biết là thằng bạn mình có chết thiệt hay không nha, nhưng mà trong cái tiềm thức của anh á, anh nói cái đó là xác chết của thằng bạn mình, chứ không phải là nó đâu. Nó chết cơ mà. Đó, thấy lạ quá cho nên là muốn rướng, muốn ngồi dậy đó mà lợi coi con bạn mình nó làm sao rồi. Nhưng đi không có được. Tại vì lúc này là tự nhiên mới thấy là có hai cái bàn tay chụp vô cái giò một cái nữa. Ngay phía sau lưng mình là cái người đó, cái người nữ mà người ta bị té xe đó, mặc cái đồ màu đen đó. Người ta đưa hai cái tay ra chụp cái giò. Cái cảm giác này y chang như cảm giác mà hồi nãy ngồi trong cái nhà của anh Khải vậy đó. Chụp cái giò lại thì anh đâu có chạy được. Lúc này anh bị giữ yên rồi. Giữ yên ngay tại cái đường lộ đó. Y chang như là ở dưới mặt đường có ai mà ghì cái người của mình lại vậy đó. Anh mới quay cái mặt lại. Lúc này là anh nhìn nha. Anh nhìn thì anh thấy trời ơi, cái người đó đó, bắt đầu là người ta rướng cái người dậy, không còn là một xác chết nữa. Bà bắt đầu bà ngồi, bà ngồi về cái bà bò từ từ tới cái chỗ của anh vậy nè. Tại vì á, cái khoảng cách từ cái xác của cái bà đó cho tới chỗ của anh Lâm này nè, không có xa, kế bên hả. Nằm mà kiểu nằm trịch với nhau khoảng vài thước vậy đó. Do là bà đã nắm cái chân của anh rồi, cho nên bà kéo rột. Cái người của anh nó chạ sát với lại cái mặt đường á. Cái mặt đường mà nhựa đường đó ha, nó chà vậy nè. Không có làm được. Cơ thể bây giờ coi như chịu trận rồi, không làm được một cái gì hết. Cho tới khi bà kéo tới gần bà rồi, nằm song song với chỗ của bà rồi nha. Hiện tại thì bà vẫn đang nằm ở dưới cái tư thế là bà bị chiếc xe đạp của bà đè một bên, do chiếc xe đạp nó bị lật ngang mà. Khi đó thì anh mới quay qua, anh nhìn, anh đối diện trực tiếp với cái mặt của bà luôn. Anh thấy rõ ràng luôn mà. Thì đó cũng là cái mặt của cái người đàn bà bị tai nạn đêm đó. Nhưng anh thấy rõ hơn lý do tại sao mà một bên con mắt của bà bị đổ máu, đó chính là không biết té kiểu gì mà cái tay cầm của cái xe đạp nè, nó thụt thẳng vô con mắt của bà luôn. Nó đâm vô con mắt làm cho bà hư con mắt.
nó chảy máu con mắt của bà ra vậy nè. Còn cái bên con mắt còn lại của bà đó, bà trợn con mắt của bà lên. Riêng con mắt bên kia thì nó thụt vô cái tay cầm. Tại vì tay cầm xe đạp ngày xưa á, không có được bao bọc bằng cao su đâu. Nó là một cái thanh sắt tròn thôi à. Mà sắt nó bị rỉ sét nữa, nó đâm thẳng vô con người, banh hết trơn con mắt. Trời ơi, lúc này á, do là bà từ từ bà ngồi vậy mà, bà ngồi từ từ thì bà mới rút con mắt của bà ra khỏi cái yên xe đạp vậy nè. Bà rút con mắt ra. Lúc bà rút ra rồi, máu nó phúng mà nó nhiễu ra vậy nè. Bà nằm, bắt đầu là bà ngồi vậy. Bà ngồi với cái tư thế là bà chống hai cái tay của bà xuống mặt đường. Bà đưa cái mặt của bà đối diện với anh Lâm vậy nè. Tại vì anh Lâm đang nằm ở phía dưới đường mà anh ngửa cái mặt lên. Còn bà thì bà đưa cái mặt của bà xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau muốn trào máu họng luôn vậy đó. Trời ơi, cái cảm giác lúc này hả, nó còn hơn 100 lần hồi nãy nữa. Cái gì đâu mà quá trời, chịu không nổi rồi. Anh né né gì nè, anh đâu có dám nhìn mặt bà đâu. Nhưng mà mình càng né thì bà càng làm tới. Tại vì bà cứ bà cứ dí sát cái mặt vậy nè. Bà làm như vậy để mà bà nhiễu những cái máu của bà, giống như bà dắt hết trơn máu trong người của bà để bà nhiễu lên mặt của anh vậy đó. Con ơi, con tao, con tao, con của tao. Dài hột với thì nó rớt ngay tại cái khóe mắt của anh. Dài hột thì nó rớt, nó chảy ngược thẳng vô cái lỗ mũi của anh vậy nè. Tại vì anh đang nằm mà cái lỗ mũi của anh nó hỉnh lên vậy nè, nó chảy xuống. Lúc đó thì do là hơi nhột, nó lạnh lạnh á, mở con mắt ra thì thấy là cái da lỗ mũi của bà nó rách hết trơn. Tại vì cái mặt của bà đập xuống đường quá mạnh đi, rồi nó chà sát xuống mặt đường nữa, cho nên là cái lỗ mũi của người ta banh hết, lòi cái sụn mũi ra luôn mà. Mũi tự nhiên á nghe, chứ không phải là mũi sữa đâu. Thời điểm đó làm gì có sữa mũi. Thì cái sụn của bà do là nó rướm máu á, nó đỏ đỏ, nó ướm ướm, trời ơi, muốn ói luôn vậy đó. Do là bà nhiễu cái máu lên cái miệng của mình mà, mình liếm liếm mình thấy nó mặn mặn mà nó chát chát, nó mặn dữ lắm luôn. Anh mới la làng, anh dùng hết sức trong cái người của mình để la làng. Tới khi mà anh mở mắt ra, lúc này đã gần sáng mẹ nó rồi. Giờ đó hình như là cũng đã 4-5 giờ sáng rồi đó. Anh đang nằm trong bệnh viện, mà cái người đang đối mặt với anh đó chính là mẹ của anh á, cô Điệp á. Bà ngồi bà khóc. Bà sao con? Bà khóc. Do là bà khóc nhiều quá cho nên là nước mắt của bà nó rớt lợp đập, đập lên mặt của anh vậy nè. Anh mở mắt anh tỉnh dậy. Vậy rốt cuộc là cái chuyện hồi nãy vừa xảy ra là mơ hay thiệt vậy? Ngay tại thời điểm đó anh chưa xác định được nha. Lúc đó anh nhìn xung quanh thì anh thấy cũng có 4-5 người vòng vòng chỗ của mình mà. Có cô Năm Lụa nè, rồi có cô Phượng, có mẹ anh, có cha anh, có anh Trường, thằng em trai đó, cái người kể lại câu chuyện này á. Và đặc biệt không thể thiếu cái anh Khải. Tại vì anh Khải là cái người đã phát hiện ra anh ngay tại cái hiện trường đó. Đầu đuôi gốc rễ câu chuyện hồi đêm qua không phải là mơ hay gì trơn á, nó là sự thiệt. Lúc đó thì bản thân của anh Lâm này ảnh chưa định thần được, cho nên là ảnh không nói năng gì được hết á. Anh Khải mới nói gì nè: mày nhớ lời tối đi, tao hẹn mày 8 giờ qua nhà của tao, để mà mày dẫn tao qua nhà cô Phượng này nè, rồi nói chuyện với cổ, sau đó qua nhà cổ coi. Thì tao cũng đợi mày, 8 giờ tao ở nhà rồi, nhưng mà tao không có gọi gì cho mày hết á. Tao có gọi, tại tao biết thế nào mày cũng phải qua nhà tao thôi, mày đâu có gọi gì đâu. Lúc đó cũng 8 giờ hơn rồi, tao ngồi trong nhà tao đợi mày hoài, để hoài cũng không thấy mày. Tao đợi tới khoảng 8 giờ 20 luôn, tao biết là có thể là mày gặp cái chuyện gì rồi, cho nên tao mới lấy điện thoại tao gọi mày. Khi tao gọi mày á, thì mày không bắt máy, thậm chí thuê bao luôn, hình như là mày tắt nguồn hay mày gỡ sim mất mẹ rồi tao không gọi được. Cho nên tao cứ nhà tao đợi mày. Trời, mày biết hả, tao cứ đợi mẹ nhà hoài á. Tao đợi cả buổi tối luôn. Giờ đó cũng đã 9 giờ rưỡi, 10 giờ rồi. Tao nói trời trời, thằng này bữa nay bị gì trời? Không lẽ nó bị tai nạn xe hả? Mà không thể nào được. Tao biết nhà của tao cũng gần nhà mày nữa. Mày biết tao chạy qua tới nhà mày luôn á. Tao cũng lên tao hỏi cha mẹ mày, thì ổng với bà nói là đã chạy qua nhà của tao rồi mà, đâu có thể nào mà nó ở nhà được đâu. Tức quá để tao mới chạy ngược về nhà của tao. Tao cũng không thấy mày. Tao đứng trước cửa tao đợi mày hoài vậy nè. Tao cứ nghĩ đơn giản, tao trấn ngang tao á, là có thể mày gặp bạn bè mày, hoặc mày đi mua đồ rồi qua tới nhà tao sao, hoặc là mày qua nhà cô Phượng có chuyện gì đó rồi mày mới tới nhà tao. Mày biết không, chính xác là 11 giờ đêm,
Tao cũng bồn chồn trong bụng lắm, tao tức lắm, tao không biết là mày bị cái gì nữa, tao gọi mày không được. Tao móc điện thoại cái tao gọi mày một lần nữa thử còn sao. Thì bắt máy. Tao gọi ba cuộc mày bắt máy á. Thì khi đó tự nhiên mày la làng mà đó. Mày nói anh Khải cứu em, Khải cứu em, mày khóc quá chị khóc luôn. Mà tao nghe cái giọng của mày giống như là mày đang chạy xe. Mày vừa chạy xe mà vừa gọi cho tao. Tao nói ủa mày giờ mày đang đâu vậy? Mày không trả lời. Mày cứ kêu cứu cứu mà. Cái mày giục cái điện thoại đâu tao cũng không biết nữa, tao alo alo hoài không nghe mày trả lời luôn. Mày biết sao không? Tao nghe cái tiếng anh Khải ơi, cứu em Khải ơi, cứu em Khải ơi. Hồi đầu nó còn phát ra trong cái điện thoại. Tự nhiên khi mà tao cảm giác mày giục cái điện thoại xong á, tao nghe rõ luôn cái tiếng mày kêu cứu. Mà cái tiếng của mày á, nó phát ra từ ngoài đường lộ. Y chang như là mày vừa chạy xe mà mày vừa kêu cứu tao vậy đó. Tao mới đưa đầu ra cửa tao coi liền. Thì tao thấy thiệt. Mày biết cảnh tượng gì không? Mày đang cầm một tay mày lái, một tay mày cầm cái điện thoại mà mày kêu anh Khải ơi cứu em, anh Khải ơi cứu em. Nhưng khùng vậy đó. Mày làm cho hai ba vòng ngay tại khúc đường trước nhà của tao vậy nè. Tao đứng tao mày hỏi ê Lâm mày làm gì, Lâm mày làm gì, em khùng mày xông vô nhà tao mày làm gì vậy? Mày cũng không trả lời luôn. Một hồi mày buông hai cái tay ra. Mày buông hai cái tay ra cái mày lội ra sao vậy nè. Giống như là có ai mà kìm hai cái tay của mày lại vậy đó. Cái xe mày nó tự chạy luôn, mày thấy hay không? Chỉ có tao mới thấy được cảnh tượng đó. Chứ giờ đó ai đâu mà nhìn. Bắt đầu đó hả? Là tao kêu mày lại không được rồi. Tao phóng cái xe của tao, tao đuổi theo mày. Trời ơi trời, mày có tin không Lâm? Mày không cầm lái mà cái xe của mày nó tự lái. Nó dẫn mày đi nguyên một đường dài vậy đó nè. Tao chạy theo mày muốn chết luôn. Tao chạy nhanh thì mày chạy nhanh, tao chạy chậm thì mày chạy chậm. Dẫn hoài làm sao tới nguyên một cái đoạn đường. Một cái cua cũng rất là bự luôn. Rồi cái tự nhiên y chang như là có ai mà đạp cái xe của mày từ bên hông á. Cái xe mày nó ngã cái rầm thì mày lăn cùi cụi dưới đất á. Tao hỏi mày nè, mày có hình dung được cái đoạn đường hồi tối không? Tao nghi ngờ không biết cái chỗ đó có phải là cái chỗ mày với thằng bạn mày bị tai nạn ở chỗ đó không vậy? Tại vì cái khúc đó cũng nằm ở Bình Dương, mà nó cũng là cái đoạn đường cong gì nè, hai bên cây cối không à, phải không? Mày dẫn tao tới chỗ đó luôn á. Chờ chờ tao nói mà tao nổi da gà luôn á. Đang kể đó, mày nghĩ ơi, mày té một cái rầm gì nè, tao biết kêu ai bây giờ? Tao chạy cách xa chỗ đó 2-3 cây số mới có nhà. Tao gõ cửa nhà người ta vậy nè. Trời Phật độ cho mày nha. Nhà của cái ông đó không có xe ba gác, tại vì ông chở nước đá đó. Người ta hốt mày, chở mày lên bệnh viện đây nè. Bây giờ mày mới có mặt ở đây. Chứ nếu mà ha, trời Phật không thương á, tao mà không thấy được mày chắc là mày cũng chết ngay tại chỗ này rồi. Trời ơi, nói ra là ai cũng chưng hửng hết luôn. Không ai tin được đó là sự thật luôn á. Cô Phượng với lại cái cô Năm Lụa đó, hai cổ nghe thì hai cổ tin, nhưng mà riêng cha mẹ của anh Lâm này, họ đâu có biết cái gì đâu. Đâu hề biết những cái chuyện mà tai nạn gì xảy ra rồi lùm xùm bên nhà cô Phượng gì đâu, đâu có biết. Tại vì cái chuyện này anh Lâm ảnh giấu nguyên nhà của ảnh mà. Thậm chí giấu luôn cái anh Trường là cái người em trai kể lại câu chuyện đó. Cha mẹ của anh Lâm hồi trước giờ, người ta chưa bao giờ trải qua những cái chuyện tâm linh mà nó thuộc dạng kỳ bí như chuyện này hết trơn á. Bởi vậy mình có thể lướt qua được thì lướt. Có nghĩa là anh Khải, cô Phượng với lại cô Năm Lụa thừa biết là cha mẹ của ông này chưa biết tới cái chuyện này. Thôi, mình giấu được thì mình giấu đi. Đừng có nói cho ông bà biết. Rủi đã ông bà biết rồi ông bà lo nữa, ông bà sanh bệnh. Kiểu như là ông bà không có nghĩ tới những cái chuyện mà kinh khủng vậy á. Thôi kệ, không biết thì không biết luôn. Tại vì sau khi mà nghe anh Khải kể vậy á, thì cô Điệp, mẹ của anh Lâm có hỏi chứ. Ủa, con, sao mà nó bị thế ghê chứ ạ? Không lẽ bị ma, bị quỷ gì dẫn đường hả? Hồi đó giờ nhỏ lẽ nhà nó gặp ma, gặp quỷ gì đâu. Đó, muốn giấu mà. Cho nên là cô Phượng cũng có giọt miệng của nó là không phải đâu chị. Không, nhỏ này á, tôi thấy là kiểu nó yếu trong người á. Rồi cái nó tính là qua bên nhà tôi nó chơi. Nó thắp nhang cho thằng con tôi chứ gì, không có gì hết trơn á. Rồi cái đi đường vắng rồi bị dẫn vậy thôi à, chứ không có gì. Mai mốt cẩn thận chút nghe con, đừng đi đường vắng nữa. Vậy đó, rồi cái cha mẹ của anh cũng không hỏi gì nhiều. Thời điểm này, anh Trường cũng chưa biết cái chuyện gì xảy ra với anh hai của mình luôn nha. Chỉ nghĩ đơn giản là ảnh bị té xe thôi. Ông nội này bởi vậy. Ham mê tốc độ là té lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất là chạy xe với anh Trung, rồi cái qua bữa sau anh Trung anh chết đó. Báo không à. Mọi người tính để cho nằm nghỉ mệt đi. Rồi chắc là chiều người ta cho về chứ gì. Chừng nào mà khỏe khỏe đó, thì cô Phượng cổ hẹn sao qua bên nhà cổ làm một chuyến mới được. Thì tự nhiên mọi người chuẩn bị nhất đích chuẩn bị đi ra khỏi cửa phòng rồi. Cái tự nhiên là anh Lâm ảnh cảm thấy là nó hơi gai gai cái xương sống mình, nó hơi đau đau một chút. Chắc là té đó rồi đập cái xương khu xuống mặt đường đó cho nên nó đau.
mới đưa cái tay đấm đấm vậy nè, đấm 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 sao mà mình cảm thấy cái chỗ mà cái túi quần phía sau của mình nó hơi cộm cộm ta. Có cái gì á? Tiền hả? Tiền hay là cái bao thư gì á? Ảnh mới móc ra. Ảnh móc ra thì anh thấy đó là một cái tấm hình. Cái tấm hình này là kiểu cái tấm hình mà chụp hồi xưa á, không phải là người ta có ép dẻo lại nghe, nó không có bao bằng cái bao ni lông, mà nó chỉ là một cái tấm hình cái phim mà mới vừa rửa ra đó, là ảnh màu đàng hoàng nhưng mà nhìn khá là cũ. Tấm hình kỹ ta. Ủa mà ai nhét vô cái túi quần của mình vậy? Y chang như là cái tấm hình mà có ai cố tình người ta xếp thành 5-3 khúc lại vậy đó. Xếp xong, cái bây giờ anh mở ra, nó có những cái đường gấp vậy nè. Tấm hình cũ mà nhìn nó bị nó nhè nhè, nó mờ mờ vậy đó, nó hơi đóng bụi một chút. Nhưng mà phủi phủi thì mình vẫn có thể coi được. Mở ra coi, thì cái tấm hình này mà chụp ai lạ với ta? Ảnh mới hỏi với cô đẹp mẹ của ảnh. Ủa mẹ, tấm hình này là chụp mẹ với ai ạ? Bà nhìn thì nó, ủa đâu phải hình của mẹ đâu. Hình của ai á? Ai mà hình trong túi của mày vậy? Anh đâu có biết. Trời ơi, cái tấm hình ngộ lắm nha. Trong cái tấm hình có hai người. Một người phụ nữ, chắc cũng khoảng 40 tuổi á, đang ngồi ở trên một cái bộ giạc. Rồi kế bên cái người nữ này có một cái em bé gái cũng tầm khoảng 8-9 tuổi á, đang đứng mà khóc câu cổ của cái người đàn bà nè. Mình nhìn thì mình đoán biết được chắc này là hai mẹ con này ha. Đang ngồi trên một cái bộ giạc của một cái nhà. Cái nhà này cũng cũ lắm, cũng tối tối gì nè. Chụp mà đang chụp ban ngày nghe chứ phải ban đêm. Nhỏ nhỏ trong tấm hình á, nó mới khóc. Nó ôm cổ của mẹ nó mà nó kiểu gì nè. Tao nó khóc vậy đó. Còn riêng cái người đàn bà này á, thì đang ngồi xếp bằng ở trên cái bộ liên quan. Một cái chân á, thì xếp bằng ở trên. Một cái chân thì để thòng xuống. Ôm cái đứa con của mình. Mà cái mặt cũng niễn qua luôn. Cái mặt kiểu như nè. Mí xị à. Cái mặt giống như là cổ đang miếu, cổ khóc vậy đó. Trời, không biết là cái cô này cổ bị cái gì nha. Chụp cái tấm hình mà con mắt của cổ nó bầm tím vậy đó. Y chang như cô này mới vừa bị đánh, bị té xe vậy á. Sao mà ai chụp hình ngay cái cảnh mà tan thương nhìn nó buồn rầu ủ rũ như vậy. Thường á, người ta muốn chụp hình làm kỷ niệm thì người ta sẽ chụp những cảnh tượng vui vẻ hoặc là gia đình đoàn tụ hay này nọ đúng không? Không, đằng này chụp một cái khung cảnh chỉ có hai mẹ con đang ngồi trước cái bộ lưu quang thôi. Rất là lạ, không biết cái tấm hình này từ đâu ra. Có khi nào nó xuất hiện từ cái buổi tối ngày hôm qua không ta? Cho nên là cái anh Khải anh thấy lạ liền rồi. Anh nói, ê, mày nhớ kỹ coi, từ hồi tối tới giờ lúc mà mày đi lạc á, có ai nhét cái tấm hình vô cái túi sau đít của mày không? Anh nói, không, em không có nhớ là ai đưa tấm hình nó vô trơn á. Em chỉ nhớ khúc đó đó anh. Em nhớ là cái khúc đó đó, cái khúc bả đó. Giấu mà, nói nhỏ nhỏ, không có cho cha mẹ mình nghe. Nói vậy là anh Khải biết rồi, là biết ai dẫn đi rồi. Nhưng mà không biết tấm hình này của ai thôi. Do là hồi nãy giờ, anh Lâm ảnh chưa có kể khúc đó đó là cái gì cho anh Khải nghe. Hồi nãy giờ mới mở mắt tỉnh dậy mà. Mọi người chưa hề biết hồi tối giờ mày đã bị dẫn đi khúc đó, rồi mày thấy những gì, tại sao mày lại té xe. Nhưng mà không kể liền ngay tại chỗ này, tại vì mọi người đã xi nhan với nhau rồi. Có cha mẹ mày ở đây không được kể nha, chỉ kể cho tao, Khải nè, rồi kể cho cô Phượng với lại cô Năm Lụa nghe thôi. Cha mẹ mày nghe rỗng bả rầu nữa. Đó thì cho nên đó là cái lúc mà đi ăn cơm á, thì mới rủ nhau ra ngoài căng tin ngồi kể cho nhau nghe. Còn riêng cha với mẹ của anh Lâm này nè, ngồi trong cái chỗ này để mà xếp đồ cho ảnh, không muốn cho ông bà nghe. Ra tới ngoài đó thì anh Lâm mới kể lại cho mọi người nghe cái chuyện hồi tối gặp cái gì. Ai nghe cũng nổi da gà hết trơn. Nói vậy là cái con nhỏ đó nó nhắm tới mày rồi đó. Mày coi chừng mày đó nghe. Anh Khải nói vậy. Một khi anh Khải đã nói vậy thì chắc chắn anh Khải biết có thể cái người đàn bà đó, người ta đúng thiệt là nạn nhân. Người ta chết rồi. Bây giờ người ta cố tình người ta quay về kiếm mày đó. Đâu bây giờ mày đưa tao coi tấm hình lại coi. Anh Lâm đang giữ thì anh Khải mới giật tấm hình gì nè. Không hiểu sao mà tự nhiên lúc này ông ứng bà hành gì á, anh Lâm giật tấm hình lại, không muốn đưa cho anh Khải. Cái anh Lâm hỏi là, ủa anh lấy làm gì? Thôi, anh đừng có lấy. Biết sao không? Tôi là tôi biết. Cái người này nè, cái người này là muốn hại tôi. Tại vì hả, hồi tối á, nó dụ tôi, nó lôi tôi ra giữa đường, không nhờ của anh là nó cũng hại tôi chết rồi. Cho nên giờ tôi biết rồi, tôi có tấm hình của nó, tôi đem tôi đốt. Tôi đốt xong cái hả, tôi chà lên hình của nó gì nè, là chắc chắn nó không dám hại tụi nó đâu. Trời ơi, nói mà không ai cản được hết trơn á. Tự nhiên cái hả, anh nói xong cái anh giật tấm hình anh chạy ra hướng cái bãi đất ở ngoài á.
móc cái hột quẹt trong túi của mình vậy nè. Tại vì ảnh cũng có hút thuốc, cho nên lúc nào trong cái túi quần cũng có hột quẹt hết trơn á. Cái đồ bật lửa đó thì ảnh mới ra tới chỗ đó, ảnh đốt luôn. Anh Khải cản không kịp luôn mà. Mày làm gì vậy? Mày khùng hả? Cho tấm hình của người ta bỏ vô túi mày để mà người ta muốn nhờ mày làm gì đó, hoặc là có liên quan kiếm người ta ra. Tại sao mày đốt? Lúc đó là đốt hả? Cháy xém cái tấm hình luôn rồi. Cái bắt đầu anh bỏ dưới đất vậy nè, giặt cái quần đái xuống luôn, xè xè ướt nhẹp cái tấm hình của người ta vậy đó. Trời ơi, anh Khải thấy vậy anh đấm cho cái nó. Mày khùng hả? Mày làm gì vậy? Anh lụm tấm hình lên liền. Anh nói, ê, tao nói cho mày nghe là nghe, mày định thần ở đi. Mày bị điên hả? Hả Lâm? Trời ơi, tại sao? Mày kể đầu đuôi gốc ngọn câu chuyện cái vụ án đó cho tao nghe. Rồi cũng chính mày, mày nhờ tao là anh ơi, anh làm cho em cái phép để mà em được thôi miên, em thấy giấc mơ, em kiếm được cái manh mối là người ta có chết hay không. Mày muốn biết người ta chết hay không? Bây giờ người ta đã gửi cho mày một cái thông điệp, một cái manh mối là cái tấm hình coi nè. Tại sao mày muốn mày đem đi đốt? Mày có bị khùng không vậy? Vậy mà cái anh Lâm cũng mạnh miệng hay không? Tôi nói rồi, tôi đốt, tôi đái lên là cho nó nghỉ đầu thai luôn, nó khỏi có đi hại tôi nữa. Rồi tôi nghe mấy ông trong chùa nói vậy á. Kiểu tuổi trẻ bồng bột mà, đâu có nghĩ cái hậu quả sắp tới của mình là cái gì đâu. Chỉ được cái miệng nói cho đã cái miệng rồi muốn làm gì đó thì làm. Trời trời, chính vì như vậy mà nó mới xảy ra một cái hậu quả mà cả cuộc đời này anh Lâm không bao giờ ảnh có thể hối lỗi là được nữa. Dù sao anh Khải anh cũng lớn tuổi hơn, anh trải đời nhiều hơn, anh nói thì bắt buộc mày phải nghe. Nhưng mà biết cái thằng này á, nó còn trẻ người non dại nó bồng bột, cho nên á là nó bị hoảng sợ. Bây giờ nó thù hằn cái người này là cái chuyện thường tình thôi. Ảnh mới lấy tấm hình đó, nó tao giữ tấm hình nha, mày không được cầm tấm hình này. Bây giờ mày quay trở lại cái giường mày đi, chừng nào tao cho mày về á thì mày cứ đi về. Mày nhớ nè, đeo cộng dây chuyền của tao vô ha. Về nhà đi, chừng nào ổn định thì qua kiếm tao. Tao thấy cái bổn mạng của mày những ngày sắp tới không có ổn đâu nha. Tao nói rồi á. Khi mà nghe anh Lâm kể tới đó thì ông Khải ông cũng cảm thấy hơi cấn cấn một chỗ, đó chính là: ê, mày nhớ không, hồi tối hôm qua mày nói là trước khi mày qua nhà tao mày có gọi tao. Mà tao nhớ mày đâu gọi tao đâu. Phải chi mày gọi tao thì tao biết đường tao đón mày rồi. Tao đâu có hề nhận được cuộc gọi nào của mày. Mày kiểm tra lại cái điện thoại mày coi mày gọi ai. Anh Lâm anh cứ đinh ninh á, em gọi cho anh rõ ràng, em mở ra em để em lưu tên anh Khải rõ ràng mà. Em gọi anh để em hỏi coi anh đi làm về chưa, em mới dám qua. Thì mày cứ mở điện thoại cái đấy. Lúc này mới mở cái điện thoại ra, cái mặt điện thoại nó trầy hết trơn rồi. Tại vì hồi tối đó nó rớt xuống mặt đường mà. Mở cái lịch sử cuộc gọi á thì mình thấy là cũng khoảng 7 giờ kém, thấy mình cũng có gọi cho một cái người mình lưu tên là anh Khải. Ủa thì đúng rồi, gọi cho anh Khải mà sao kỳ vậy. Nhưng cái quan trọng lúc này là ở trong cái số điện thoại chứ phải cái tên. Cái số điện thoại là một cái dãy số toàn là số 0 với số 6 không. 5 số 0, 4 số 6, 00000, 6666 số này số của ai xài. Chỉ có ma, có quỷ, người âm xài số này thôi chứ người dương làm gì xài số này. Trời ơi, gặp cảnh tượng đó hả là muốn điếng hồn luôn. Trời, mày gọi cho ai vậy? Mà mày nhớ kỹ coi, mày có bấm cái số này không? Hay là mày chỉ kiếm cái tên anh Khải thôi? Anh Lâm nói rõ ràng, em chỉ bấm cái tên của anh Khải, em bấm chữ A là nó ra chữ anh Khải rồi. Em đâu có khùng điên mà em bấm cái số này. Em thừa biết số này đâu có ai xài đâu mà em gọi làm chi. Vậy thì là bị ai dẫn dắt rồi. Thôi bây giờ tao nghĩ mày bỏ điện thoại đi, mày kêu má mày đưa điện thoại khác mày xài, cái điện thoại này tạm thời cất. Chứ nếu mà cứ sử dụng cái điện thoại này ha, chắc chắn người ta còn dẫn dắt mày đi nữa, tao không biết được đâu mà cứu à. Nói vậy đó là bỏ cái điện thoại này, lấy cái điện thoại khác, mượn điện thoại của mẹ anh Lâm để mà xài đỡ. Sau khi mọi người đã nói chuyện xong, đã hiểu về cái chuyện mà hồi tối đêm qua thằng Lâm nó đã bị cái gì rồi đó, ai cũng mang trong mình một cái nỗi sợ riêng cho mình hết trơn á. Thôi thì bây giờ cứ về nhà, mạnh ai nấy ăn uống này nọ đi, rồi chiều tính tiếp. Cho tới khoảng 3 giờ chiều thì bác sĩ người ta cũng đã cho anh Lâm này về nhà rồi. Tại vì cũng nhẹ chứ không có nặng gì hết trơn á. Trước khi đi về, anh Khải anh có dặn: mày nhớ đeo cộng dây chuyền của tao vô nghe chưa. Cái cộng dây chuyền này á thì không phải là bùa ngải gì hết á. Tại vì hồi xưa bà nội tao bà cho tao đeo lại thôi hà, chứ không có gì. Tao cảm thấy đeo tao bình an, không có gặp cái chuyện xui xẻo thì tao nghĩ là mày đeo sẽ ok. Cứ về nhà ăn uống đi, rồi tối nay mày qua nhà tao mày gặp tao. Cái này tao hẹn mày nha, khỏi cần gọi tao dễ trơn á, chỉ cần tới đúng giờ đó thì gặp tao, qua nhà tao đi, 8 giờ tối nay. Biết là cái tình hình sức khỏe bây giờ cũng đang yếu chứ không có mạnh giỏi dễ trơn á, nhưng do cái chuyện này quá là gấp đi, mình rất là muốn vô thử coi trong cái nhà của cô Phượng này có ai đang tồn tại ở trỏng mà tại sao nó ghê như vậy.
Bữa nay thì cũng đã mượn cái điện thoại của mẹ xài rồi, đâu còn xài điện thoại của mình nữa đâu. Với lại không dám điện nữa rồi, sợ điện rồi trúng số này số kia nữa. Trước 8 giờ, cũng khoảng 7 giờ 50 á, thì mới xách cái xe. Cái xe bây giờ hả, nó bể tùm lum hết nhưng vẫn chạy được nha. Chạy, chạy cũng tới trước nhà của anh Khải luôn. Tới trước cửa thì thấy là anh đang đứng ngoài cửa anh đợi mình kìa. Anh cắm cái đầu xuống bấm điện thoại nè, anh bấm. Thì cái anh mới khều, anh vỗ vai cái chát vậy nè, anh nói cha, trời ơi giờ này đúng giờ chứ hả? Bộ nôn bộ ảnh lắm hả? Kiểu mình thấy lạ lạ vậy đó mà. Mấy bữa trước hả, qua kêu ổng gãy lưỡi luôn vậy đó. Mình đánh ổng 2-3 cái luôn, vậy mà ổng còn không có ngước mặt lên. Ổng cứ cầm cái điện thoại mà ổng bấm đang nhắn tin cho ai không biết nữa. Khoảng 1 phút sau thì ổng mới ngước cái mặt của ổng lên. Ổng mới gờ vô cái vai của ổng nói, đau, đau mày. Đó rồi cái mặt ổng quạo lắm. Ổng bước lên xe, anh Lâm chở ổng đi qua nhà cô Phượng. Trên cái đoạn đường đi thì nó ủa, bữa nay ai chọc ông hay gì mà sao ông quạo dữ vậy? Mắc gì quạo tôi cha nội? Ảnh cũng không nói gì hết á. Nghe tới đây là hiểu rồi ha. Cái tự nhiên là anh nói, đau. Anh Lâm nói, ủa đau, đau gì trời, tôi khều có chút xíu, đau gì? Bữa nay giận nữa. Cái ảnh mới nói, tao cũng biết đau chứ bộ mày. Hồi đó còn sống tao cũng đau chứ. Hồi đó còn sống tao cũng biết đau. Tự nhiên khi mà anh Lâm anh nghe câu nói này, anh giật mình luôn á. Ông khùng không nói gì à? Giờ là nhắc ma tôi cha. Tự nhiên anh nói tới khúc đó cái anh nổi da gà luôn. Thôi không nói gì hết trơn á. Hai anh em chạy tới nhà của cô Phượng. Mình đâu có nghĩ cái gì sợ đâu. Tại vì cái mặt này là mặt của anh Khải. Rồi hình hài là ổng rõ ràng mà. Nhà ổng đã đóng cửa luôn. Thì ổng chứ ai đâu phải ma quỷ gì. Tới nhà cô Phượng nhưng không có vô. Tại vì cô Phượng đâu có trong nhà. Bà đang khóa cửa mà. Bà đang bên nhà cô Năm lụa bà đó. Chạy qua nhà cô Năm mới kêu cô Phượng qua đây. Khi mà anh Lâm ảnh dừng cái xe lại rồi thì anh Khải vẫn còn ngồi trên xe. Anh cầm cái điện thoại mà anh cứ nhắn tin, không biết là nhắn ông nội ngoại nhắn hoài vậy đó. Cái anh Lâm nói là ngồi đợi tôi đi, tôi vô tôi kêu bà Năm bà mở cửa rồi mình chạy qua nhà cô Phượng sau. Đứng trước cửa kêu cô Năm thì cô Năm bà ra, bà nói mày tới hả thì giờ qua nha. Cái ảnh nói là đợi đợi con chút, con rủ bạn con qua, tại bữa nay là con có kêu ông anh con nữa đó, ông ngồi ngoài xe kìa. Bà ngó ra thì bà thấy ai đâu, ai bạn mày đâu, bạn mày chưa tới hả? Bà nói gì bà Năm? Anh quay qua, anh đâu có thấy ai, không có ai ngồi trên yên xe của anh hết trơn á. Ông nội đi đâu trời, đi đâu vậy? Hồi nãy giờ mình chở anh Khải rõ ràng mà. Hoàn toàn không hề có một người nào ngồi trên yên xe hết. Cho tới lúc này thì cái điện thoại trong túi của anh nó điện giặt 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 vậy đó, nó rung á. Thì bên đầu dây bên kia chính là cha của anh. Cha qua mấy điện hỏi, ê mày đi đâu mà nãy giờ Khải điện nó kiếm mày không được nè. Nó điện nó hỏi tao nè, tại vì á mày không có xài điện thoại của mày nữa, mày đang xài cái điện thoại của mẹ mày. Thì nó mới điện qua nó kêu cha, giờ cha hỏi là mày đang đâu, nó đang kiếm mày á. Ủa lần sao trời? Đó thì anh mới mở cái điện thoại này, anh bấm cái số điện thoại của anh Khải, anh điện ngược về bển. Anh hỏi thì anh Khải nói là nãy giờ tao đang bên nhà tao đợi mày chứ đâu, tao không hề bước ra khỏi cửa nhà. Mày rước ai vậy? Gì tới nữa rồi ông cố nội ơi, ông cố ơi. Gì vậy trời? Tại vì là anh đang xài cái điện thoại của mẹ anh, mà trong số điện thoại đó nó không có lưu cái số điện thoại của anh Khải. Anh Khải cũng không hề biết số điện thoại này. Bởi vậy á là anh Khải mới gọi cho cha của anh, rồi nhờ cha của anh mới điện ngược qua cái điện thoại này nè, báo cáo tình hình. Anh Khải chỉ biết được cái số điện thoại của cha anh thôi à. Trời ơi, nó lu bu phiền phức muốn chết. Gọi từ người này qua người kia thì mới biết được rằng hồi nãy giờ mình không có chở anh Khải, mà mình chở ai á. Bảo nó chờ thôi chết mẹ mày rồi, nó nữa rồi đó, nó đu theo mày nữa rồi đó. Thôi bây giờ nè, mày ráng nha, mày bình tĩnh, mày niệm Phật đi. Mày chạy ngược về bển, mày rước Khải qua đây liền. Ảnh nói nghe trên cái đoạn đường đi ngược về, thiếu điều anh muốn té đái luôn vậy đó. Rất là sợ, rất là ám ảnh luôn. Ảnh đã biết người ta đã theo, người ta đã bám sát mình rồi. Bây giờ là phải tìm trong đêm nay, làm sao bằng mọi cách là mình phải thôi mới được, mình nói chuyện được với người ta cho rõ ràng coi người ta muốn cái gì. Bấm bụng chạy ngược về bên nhà của anh Khải. Mà cái xe nó nặng trịch vậy đó, giống như có ai ghì lại. Nhưng mà chưa có ai xuất hiện hết nha. Qua bển rước thì hả, thấy anh đứng trước cửa vậy nè, mà cái mặt mày của anh khác với nãy hoàn toàn luôn. Đứng cũng vỗ vai nè hỏi cha, ê ông có phải là ông Khải không vậy? Thì ổng chứ ai, ổng rất là bình thường, không có phải như hồi nãy.
Đó, lúc này mới là ổng thiệt nè. Chạy ngược về bên nhà của cô Phượng một lần nữa. Ba người tập trung trước cửa nhà của cô Phượng lúc này là đã 10 giờ hơn rồi. Cô Phượng cổ cầm cái chùm chìa khóa, cổ mở cái cửa nhà mà tay cổ rung, rung cầm cập gì nè. Không biết rủi đâu mình mở ra gặp cái gì nữa, chắc mình chết tại chỗ quá à. Nhà thì hai ba lớp cửa. Tại vì là cái lớp cửa phía trước là cái tiệm bán xe máy của bà. Tới lớp cửa trong mới là cái cửa chính của cái nhà này. Bà mở lớp cửa ngoài trước không thấy gì. Bắt đầu vô tới cửa chính. Mở cửa chính ra là bà liền, bà thọt cái tay vô. Bà mở công tắc điện liền ha. Mở công tắc là nguyên cái nhà sáng trưng. Coi như đỡ sợ rồi đó. Trời, nhưng mà vẫn còn chỗ cái bàn thờ của hai cha con bạn mình á. Cái bàn thờ lớn á là thờ chú Sáu. Bàn thờ nhỏ kế bên là thờ chung. Cái máy mà niệm Phật còn niệm gì nè. Tắt đèn thì tắt, nhưng mà cái máy niệm Phật trong nhà vẫn còn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Cứ hát hoài luôn trời. Cái tiếng này theo lẽ như bình thường mình cảm thấy thanh tịnh đúng không? Nhưng mà trong cái trường hợp này mình thấy sao mà nó lạnh vậy đó. Mình nghe cái tiếng ở trong đó người ta đọc kinh ra, mình càng nghe mình càng sợ. Vừa mở cái đèn lên là đi thẳng lại cái bàn thờ đốt nhang cho nó ấm cúng. Khi đó thì cái người cầm bó nhang là cô Phượng. Cổ đốt lên. Cổ mới vừa lấy cái hột quẹt cổ đốt thôi thì giống như là có ai mà đổ xăng trực tiếp lên gì đó. Nó làm một cái phần lên gì nè. Trời ơi, tưởng cháy nhà không chứ. Lấy tay. Ba người lấy tay. Phủi ra. Thì nó mới hết. Bắt đầu là cắm cây nhang chia người một cây. Rồi cắm vô hai cái lư hương. Khi mà cắm lư hương đó hả, là nhang nó cháy xong đó, nó cháy nó cong lại gì nè. Tại vì cổ khấn á, hai cha con của ông nếu như mà có sống khôn thác thiên á thì về đây, về đây cho tôi biết coi ai phá cái nhà của mình. Tại sao mà hai cha con ông chết một cách bất đắc kỳ tử vậy. Cổ giái trong lòng cổ vậy đó. Khi mà cái cây nhang nó bắt đầu nó cong rồi đó ha, thì đồng thời lúc đó cái tiếng nhạc ở trong cái máy mà niệm Phật á, bắt đầu nó cũng rè rè rè. Trời ơi, kỳ lắm luôn kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di. Nó vậy đó. Bả thì bả tưởng hết pin không mà, cho nên là bả mới tắt cái công tắc, tắt luôn, khỏi cần mở nữa. Nghe tới đây thì cái phần chuyện thứ ba của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi mà kết thúc phần chuyện này, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha. Nếu các bạn thấy phần chuyện này hay, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi phần chuyện cuối cùng nha mọi người. Duy xin chào tạm biệt mọi người.